công ty sản phẩm thì sau khi test sản phẩm tốt tốt rồi thì vui, cũng vui xong rồi gửi kết quả cho Hường. Sau đó một thời gian thì khoảng tầm một sau một tuần gì ấy thì tự nhiên lại hỏi Hường làm thế nào để đạt được 10K. Thì Hường mới chỉ cho một chiêu nói là rất là hiệu quả. Từ cái hôm Hường chỉ em áp dụng vào thì thấy doanh số nó rất là ổn định ở cái mức cao cao một chút chứ không lẹt đẹt như đợt trước. Trước khi áp dụng cái phương pháp của Hường thì nó chỉ tầm ngày, chỉ tầm 1 đến 2 sale khoảng tầm 6 70 đô thôi. Nhưng từ hôm áp dụng của cái của Hường vào thì cảm giác một ngày mà được 200 đô nó rất là nhẹ nhàng. Hay quá. Thế rồi làm sao để cái anh Sơn làm sao mà được cái hôm 670 đô đó? Thì làm sao để anh được? 670 đô đấy Anh anh nghĩ là không làm gì đâu, anh vẫn để nguyên như vậy mà. đã làm gì? Chưa nó dồn vô. Hôm đấy khả năng là anh nghĩ là khách hàng họ hôm đấy nhu cầu mua nhiều. Hôm đó khách mới lãnh lương. Hôm đấy được hơn chục sale ấy.